Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi xin review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một sản phẩm mà bên em vừa mới nhập về. Một chiếc xe Mazda BT sản xuất năm 2021, siêu mới và siêu lướt. Toàn bộ chiếc xe thì còn nguyên bảo hành trên hãng Mazda BT. Xe thì bên em Lợi khẳng định cam kết với quý anh chị đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Toàn bộ an ninh pháp lý thì bên em rút hồ sơ đầy đủ cho quý anh chị. Với chiếc xe này thì mới chạy được có 5.000 cây thôi quý anh chị nhá, chạy hết lốp đa thôi. Toàn bộ chiếc xe thì sơn zin cả xe, lốp theo xe nguyên một dàn, sơ cu chưa chạm đất và toàn bộ máy số thì còn nguyên bảo hành trên hãng Mazda. Đây là toàn bộ về phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe, sơn zin cả con xe luôn, toàn bộ thân vỏ đều rất chi là đẹp. Xe vừa mới lăn bánh ra khỏi đại lý và do năm nay dịch bệnh nên là bác chủ không làm ăn được. Toàn bộ chiếc xe bác lại bán lại cho bên em, nguyên thông số bảo hành bảo dưỡng còn nguyên trên hãng và quý anh chị mua về còn được thay một lần dầu trên hãng miễn phí. Vâng, chiếc xe mới lăn bánh từ tháng 5 năm 2021 đến bây giờ được 4 tháng. Chạy 5.000 cây, toàn bộ xe thì khá là đẹp và hoàn hảo như xe mới luôn, nội thất toàn bộ thơm mùi xe mới. Lốp còn khá là dày, la răng, lốp, kính, đèn đều zin theo xe 100%, chưa một giọt sơn ta. Xe bác chủ lấy về toàn bộ đăng ký và đăng kiểm toàn bộ xong xuôi hết toàn bộ lắp thùng và khá là nhiều đồ chơi như nắp thùng bậc lên xuống và dán kính 3M, trải sàn da đã được lắp và trang bị đầy đủ khá là nhiều đồ chơi. Anh chị em nào mà thích xe lướt, xe chạy hết lốt đa thì liên hệ ngay với em Lợi qua số điện thoại 0986265090 để được dinh ngay chiếc xe quá mới này về, Mazda BT 2021. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Quý anh chị ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Mà quý anh chị nào có nhu cầu bán, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Quý vị các bạn nào mà lần đầu tiên xem video thì em Lợi xin tự giới thiệu, em Lợi chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đây là toàn bộ cái phần đầu của chiếc xe, đèn bi, đèn pha nguyên zin từ đầu, đèn gầm và ba đờ sốc thì chưa có một giọt sơn ngoài nên là toàn bộ rất chi là bóng và đẹp. Chất xe thì sơn zin cả xe, cabo đến mặt ca lăng, đèn pha, đèn gầm khá là đẹp. Xe chạy hết lốt đa thôi, toàn bộ phần lốp của chiếc xe đây đúng 5.000 cây, lốp còn khá là dày. Lốp và la răng đúc hoa cúc toàn bộ khá là đẹp, bê sắt tôn, đát sản xuất năm 2021 đây quý anh chị này. Đấy, toàn bộ đát lốp 2021 tuần 2021 tuần 1, đây là sản xuất cái lốp và sau 4 tháng sau thì xe được lắp vào lăn bánh. Đấy, tháng 5 là lắp xe và lốp sản xuất tháng 1, toàn bộ lốp và la răng rất chi là đẹp. Đây là toàn bộ phần đầu sắt xi của chiếc xe, không có dấu hiệu bị mục mọt và xe thì quá là mới, từng zin từng con ốc luôn. Từ các cái phần gầm mà nó sáng thế này này quý anh chị này. Tất cả các phần cu lốp của chiếc xe thì khá là đẹp, toàn bộ cu lốp nhựa đều chưa chảy xước. Đây là cái phần gầm phía trước của chiếc xe, toàn bộ cái bướng gầm phía trước thì không bị chảy xước đâu. Sơn zin toàn bộ ốc phần gầm sáng và đều, toàn bộ máy không bị chảy dầu. Cam kết với quý anh chị máy số còn bảo hành trên hãng nguyên zin, không đâm va tai nạn ngập nước. Phần gầm thì cực kỳ đẹp. Khe hở cánh cửa thì khá là đều đây, toàn bộ cánh cửa trước, cực kỳ sau. Sơn zin toàn bộ và khe hở cực kỳ đều, bậc lên xuống. Lốp phía sau của chiếc xe đây, tất cả đều là lốp theo xe và rất chi là dày, sắt xi. Đấy, xe cực kỳ lướt, siêu mới siêu lướt luôn, chạy đúng 5.000 cây. Đèn hậu của chiếc xe đây, toàn bộ đèn hậu, cảm biến
phía sau của chiếc xe. Đấy, phần nhựa từ phía sau này rất chi là đẹp. Cái da gà rất chi là mới. Đây là toàn bộ cái phần lốp sơ cua của chiếc xe. Lốp sơ cua chưa chạm đất đâu quý anh chị nhé. Cổ bô cổ xả như xe mới luôn. Gầm bệ rất chi là đẹp. Chất xe quá mới. 4 tháng sử dụng đã bán rồi. Khấu hao người đầu tiên chịu vừa là đã mất rất chi là nhiều rồi. Xe được trang bị thêm nắp thùng thấp, lót thùng thì hai bên thành lót thùng này khá là đẹp, chỉ có một lớp bụi mỏng thôi. Toàn bộ ốc đèn, ốc tai đều còn tem mác của nhà máy sản xuất này. Đấy. Ốc đều nguyên zin. Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe, ghế da zin từ đầu. Và nội thất thì khá là mới và đẹp. Em Lợi khẳng định cam kết với quý chị, 4 cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên bản, không đâm sô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Quý anh chị nào mà đến kiểm tra phát hiện đâm sô tai nạn ngập nước, em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhé. Với chiếc Mazda BT này thì em khẳng định cam kết luôn với quý anh chị nhé, là còn bảo hành nguyên zin từ đầu và chạy đúng Oreo 5000 cây. Đây là toàn bộ nội thất này, bên trong này khá là mới. Rất chi là căng. Vô lăng của chiếc xe. Đấy. Toàn bộ Oreo này là chuẩn quý anh chị nhá, 5388 km. Nếu sai tặng xe luôn cho quý anh chị, không đâm va tai nạn ngập nước nhé. Nội thất ghế da zin từ đầu, xe Mazda BT 2021. Số tự động một cầu, máy dầu sử dụng động cơ 2.2. Đi khá là tiết kiệm. 6-7 lít 100 cây. Toàn bộ tay nắm, táp ly, cánh cửa nguyên zin. Đây là toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa là nguyên bản. Nội thất đây, vô lăng của số khá là mới và đều và đẹp. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Về khoang máy đây, toàn bộ máy thì chỉ bám một lớp bụi thôi. Hai hôm nữa thì em cho dọn vệ sinh thì khá là đẹp. Chất này máy thì sáng và đẹp. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Cổ bô cổ xả cực kỳ đẹp đây quý anh chị này. Cabo là nguyên zin. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Mazda BT quá là mới. Xem mới lăn bánh từ tháng 5 năm 2021 đến bây giờ được 4 tháng, chạy được 5000 cây, xe cam kết không đâm va tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin và sơn zin cả xe. Toàn bộ xe thì còn bảo hành trên hãng. Quý anh chị nào mà có nhu cầu thích xe lướt xe mới thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.